nhảy mình xuống đây. Mình phát hiện nguyên một bầy cá luôn mọi người. Còn không biết, còn. Trời, cá suối mà nay hả, nó ngóc mỏ lên, nó ngớp nước quá trời luôn. Mình thấy rất là lạ và mình ngồi coi rất là lâu. Thấy kìa. Mình quan sát cá buổi thì mình thấy nó lượn lên một phát mọi người. Lúc đầu tiên mình không biết con cá gì nhưng mà nó lượn lên thì té ra là cá lau kiến. Cá mà cái da nó nhám thiệt nhám. Quỷ này giăng lưới nó dính vô một cái khỏi gỡ luôn, gỡ không được đâu. Nó quá trời luôn, tiếc cái dòng suối này hả, nó chiếm hữu dòng suối này luôn. Sinh sản. Dưới đó là quyện một bên nè, nó nổi là như đó. Nó mà còn ở dưới nữa chắc cả động ở dưới mọi người, quyện một động cái lâu kiến ở dưới đó, chống ít đâu. Ghê thật sự luôn. Quặn lên mọi người thấy không? Bên đây nữa nè, đó cái họng của ảnh kìa. Ghê không? Nếu như này đó mọi người thấy không, nó nổi kỳ nó lên chưa? Nếu như cái này mà là cái loại cá khác á mọi người biết sao, nó nhiều lắm luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Nó mà đã nổi lên vậy là hết sức là khủng khiếp luôn mọi người. Mình chúng ta đi lên.